Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc giày cho bé 6 tới 9 tháng. Chiếc giày này mình sử dụng hai màu len, một là màu hồng và hai là màu trắng. Các bạn có thể sử dụng màu tùy ý. Các bạn chuẩn bị nút áo để làm phần khuy cài. Giày này mình móc kim móc 3,5 mm. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 13 mũi bính. Phần đế giày này mình sử dụng mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba, bỏ qua hai mũi ở đầu này. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba đây. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 9 mũi nửa kép lần lượt vào trong dây bính này. Ở mũi bính cuối cùng, chúng ta sẽ móc vào đây tổng cộng 6 mũi nửa kép. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ móc cùng một chân mũi cuối cùng này, 6 mũi nửa kép. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc 9 mũi nửa kép vào phía bên này của dây bính. Khi móc thì các bạn lưu ý là mình sẽ móc dấu luôn cái sợi thừa này, móc kèm vào đây luôn. Sau khi móc xong 9 mũi nửa kép thì chúng ta sẽ móc vào mũi cuối cùng này tổng cộng 5 mũi kép. 5 mũi nửa kép nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ nối với mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc lên một mũi bính và móc vào chân mũi đầu tiên này hai mũi nửa kép. Lần lượt móc 10 mũi nửa kép vào 10 mũi tiếp theo.
Sau đó chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào một chân, lặp lại 5 mũi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Tiếp tục, chúng ta móc 10 mũi nửa kép lần lượt vào 10 mũi tiếp theo. Và ở 4 mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Sau đó, chúng ta sẽ nối với mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Hàng tiếp theo, các bạn móc một mũi bính lên hàng. Mũi đầu tiên này chúng ta cũng móc vào 2 mũi nửa kép vào cùng một chân mũi đầu tiên này. Tiếp tục móc mũi nửa kép vào 11 mũi tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân và 1 mũi nửa kép vào chân tiếp theo, lặp lại 5 lần. Mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc 2 mũi vào một chân và 1 mũi vào chân tiếp theo. Tiếp tục 2 mũi vào cùng một chân và 1 mũi vào chân tiếp theo. Các bạn lặp lại 5 lần. Tiếp tục móc mũi nửa kép vào 10 mũi tiếp theo. Và những mũi cuối cùng này các bạn sẽ móc 2 mũi vào cùng một chân, 1 mũi vào chân tiếp theo, lặp lại 4 lần.
hai mũi vào một chân, một mũi vào chân tiếp theo. Chúng ta sẽ kết bằng một mũi trượt vào mũi đầu tiên này. Như vậy là chúng ta đã xong phần đế giày. Tiếp tục móc lên phần thân giày. Ở đây mình sử dụng cùng một màu len để móc lên thân luôn. Còn nếu như các bạn muốn phần đế giày này nó nổi bật hơn thì các bạn có thể sử dụng màu khác. Sau khi móc xong phần đế thì các bạn sẽ cắt len và thay màu khác vào để móc lên phần thân. Còn ở đây mình sử dụng một màu cho nên mình sẽ móc luôn. Chúng ta sẽ móc lên một bính và móc lần lượt mũi đơn vòng xung quanh hết phần đế giày này. Cộng mình sẽ được 50 mũi. Các bạn móc mũi đơn xung quanh. Hàng này mình không có thêm mũi nha các bạn. Mình chỉ móc mũi đơn thôi. Mình cũng kết hàng bằng một mũi trượt vào mũi đầu tiên. Các bạn lưu ý ở cái phần cuối hàng này. Cái mũi này là cái mũi trượt của hàng trước, chúng ta sẽ không móc. Nếu như các bạn mà móc vào cái mũi cuối cùng này thì các bạn sẽ bị dư mũi. Mình chỉ móc vào phần chân mũi thứ nhất và chừa lại cái phần mũi trượt ở hàng trước này. Như vậy sẽ đủ mũi. Hàng tiếp theo các bạn cũng móc lên một bính và móc thêm một hàng mũi đơn nữa. Các bạn lưu ý, chúng ta móc mũi đầu tiên là móc vào cùng chân với cái mũi bính đây. Các bạn móc, các bạn đếm thử xem có đủ 50 mũi không nhé. Nếu mà các bạn thiếu mũi hoặc thừa mũi thì là các bạn phải xem lại cái phần chỗ mà kết thúc. Các bạn có móc dư ra hoặc các bạn có móc thiếu đi hay không. Kết hàng chúng ta sẽ nối lại bằng mũi trượt như thế này. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc lên một mũi bính và móc 13 mũi đơn.
Các bạn bỏ qua hai mũi không móc và móc. Chỗ này chúng ta sẽ móc mũi kép nha các bạn. Lưu ý chỗ này. Bỏ qua hai mũi không móc và các bạn sẽ móc lần lượt 16 mũi kép. Sau khi móc xong 16 mũi kép, chúng ta sẽ bỏ qua hai mũi không móc và bắt đầu móc mũi đơn cho tới hết. Kết hàng chúng ta cũng nối lại bằng mũi trượt. Tiếp tục móc lên một mũi bính và móc 13 mũi đơn. Tương tự giống như hàng vừa xong. Chúng ta lại bỏ qua hai mũi không móc và móc 12 mũi kép. Tiếp tục bỏ qua hai mũi không móc và chúng ta móc mũi đơn cho tới hết. Mũi cuối cùng chúng ta cũng nối lại bằng mũi trượt. Hàng cuối cùng, các bạn sẽ móc lên một mũi bính và móc 13 mũi đơn. Chúng ta sẽ bỏ qua một mũi không móc, móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo, lặp lại 3 lần. Và tiếp tục móc mũi đơn cho tới hết. Ở mũi cuối cùng này, mình sẽ không nối lại bằng mũi trượt mà mình sẽ cắt len.
và kéo ra như thế này. Sau đó đâm kim từ phía trong của mũi đầu tiên này. Các bạn sẽ đâm kim qua từ trong ra ngoài như thế này. Và móc cái sợi này vào bên trong. Sau đó đưa kim từ phía trong của mũi cuối cùng này. Và chúng ta chỉ đưa qua một cạnh ở bên trong này thôi, không đưa kim qua cả mũi mà chúng ta chỉ đưa qua một cạnh này thôi. Các bạn móc cái sợi này qua đây. Đây là phương pháp kết mũi để phần bề mặt phía trên này được đẹp hơn. Chúng ta sẽ không thấy cái đường nối mũi như mà nó sẽ tạo thành một cái đường thẳng như thế này. Sau khi các bạn kết vào thì chúng ta sẽ dùng kim để giấu cái sợi này vào bên trong. Các bạn giấu cái sợi này, giấu càng kỹ thì cái phần mũi mình kết nó càng chặt lại, không có bị bung ra. Như vậy là phần dày cơ bản đã xong. Đối với phần dày này thì mình móc hai chiếc phải và trái giống như nhau. Chỉ khác nhau cái phần dây cài ở bên hông này. Chiếc bên phải thì chúng ta sẽ may nút ở bên ngoài là bên phải để chúng ta cài dây từ bên này qua. Còn chiếc bên trái thì chúng ta sẽ may nút ở bên trái và cài dây từ bên này qua. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần dây này. Dây này mình sẽ móc 3 sợi và mình tết lại. Các bạn có thể móc một dây tùy theo ý các bạn. Ở đây mình móc 3 sợi mình tết lại thì nó cái bản của nó to và nó đẹp như thế này. Để móc cái dây này thì với chiếc giày bên phải các bạn sẽ móc ở phía bên trái của chiếc giày, còn chiếc giày bên trái thì chúng ta sẽ móc vào phía bên phải của chiếc giày. Đầu tiên chúng ta sẽ thắt một cái nút thầm lọng như thế này. Các bạn lấy kim ra và chúng ta sẽ nối vào phần dày. Ở đây mình đếm, các bạn tùy vào chân của bé hoặc là tùy vào cái vị trí mà các bạn muốn cài dây thì các bạn có thể nối vào vị trí nào cũng được. Còn ở đây mình đếm từ phần chính giữa của mũi dày, mình sẽ đếm ngược lại khoảng 8 mũi thì mình sẽ nối vào mũi thứ 8 này, mình sẽ nối vào để mình móc sợi đầu tiên. Còn về phần bên trái thì cũng từ mũi chính giữa này mình sẽ đếm ngược lại bên này là 5 mũi. Theo bên này 8 mũi và bên này 5 mũi thì bởi vì bên này mình sẽ móc từ bên phải qua thì nó sẽ mất 3 mũi. Còn ở phía bên này mình sẽ móc từ bên này tới móc tới chứ mình không có móc lùi vậy lại, cho nên là bên này sẽ cách 5 và bên này sẽ cách 5. Đây, từ mũi
mũi chính giữa này mình sẽ đếm 5 mũi. Và mình sẽ nối len vào mũi thứ 5 này. Các bạn thấy mình đâm kim vào phần chân mũi, sau đó mình mới đâm kim vào phần mũi thòng lọng đã thắt ở bên đầu và mình kéo lên. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc 15 mũi bính. Cái phần dây bính này thì các bạn có thể móc ngắn hơn hoặc dài hơn. Nhưng mà mình móc 15 mũi thì mình thấy nó vừa cái phần quai mình cài coi như thế này. Còn bé to thì các bạn có thể móc cái phần dây này dài hơn một chút xíu. Sau khi móc 15 mũi bính thì chúng ta sẽ móc mũi trượt lần lượt vào các mũi bính này. Các bạn sẽ móc mũi trượt đầu tiên vào mũi bính thứ hai. Mũi đầu tiên chúng ta bỏ qua không móc, các bạn móc vào mũi thứ hai. Chúng ta móc mũi trượt lần lượt cho tới hết. Sau đó móc một mũi trượt vào cùng chân mũi mà chúng ta đã nối len ở lúc đầu. Mình móc một mũi trượt. Móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Và sau đó móc lên 15 mũi bính. Và cũng móc mũi trượt tương tự giống như dây đầu tiên. Chúng ta cũng móc một mũi trượt vào cùng chân mũi và một mũi trượt vào mũi tiếp theo để móc dây thứ ba. Chúng ta cũng móc lên 15 mũi. Và móc mũi trượt giống như hai dây. Kết thúc bằng một mũi trượt vào cùng chân mũi ở dưới này. Như vậy là chúng ta đã móc xong 3 sợi dây này. Và mình sẽ kết thúc. Các bạn cắt len. Phần sợi thừa này chúng ta sẽ dùng kim để chúng ta giấu vào bên trong này. Các bạn đừng có sợ cái sợi này nó quá ngắn. Các bạn khi mà giấu cái sợi ngắn như thế này thì chúng ta sẽ dùng cây kim chúng ta luồn vào bên trong những cái mũi này trước.
Sau khi chúng ta luồn và đâm kim qua gần hết rồi thì chúng ta mới xỏ cái sợi ngắn này vào trong kim. Và kéo dấu. Nếu như các bạn mà xỏ cái sợi vào kim ngay từ đầu thì chúng ta sẽ khó khăn trong cái việc đâm kim và dấu len. Các bạn dấu sợi xong thì chúng ta sẽ cắt cái sợi thừa đi. Và sau khi chúng ta móc xong ba cái sợi này thì chúng ta sẽ tết lại. Tết giống như là chúng ta tết tóc á các bạn. Đây, chúng ta sẽ tết lại như thế này. Tuy nhiên muốn cho cái phần dây này có thể cài vào phần nút thì chúng ta phải làm thêm phần khuy. Phần khuy này mình sẽ móc mũi bính. Các bạn móc khoảng 7 mũi bính. Tùy theo cái độ lớn của phần nút mà các bạn dùng thì sẽ móc cái phần khuy này tương ứng. Nếu như các bạn sử dụng cái phần nút to thì chúng ta sẽ móc thêm cái phần mũi bính này. Còn nút nhỏ thì các bạn móc bớt đi. Ở đây mình móc khoảng 7 mũi bính là được. Như thế này. Và sau khi móc 7 mũi bính thì mình sẽ cắt chừa ra một đoạn. Cái đoạn này để sử dụng may vào trong phần dây này. Các bạn tết phần dây này xong thì chúng ta sẽ may. Các bạn chập ba cái đầu của ba sợi dây này và các bạn may lại với nhau. Và lúc này mình sẽ may kèm luôn cái sợi này vào để tạo thành khuy. Sau khi chúng ta may xong phần khuy này vào trong cái dây thì các bạn kết nút để cài. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc nơ trang trí. Chúng ta sẽ móc 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép 3 vào trong mũi bính đầu tiên này. Mũi kép 3 thì trước khi móc chúng ta lấy 2 vòng len lên trên kim. Các bạn móc vào đây 3 mũi kép 3. Sau đó móc 4 mũi bính và 1 mũi trượt vào mũi đầu tiên này. Tiếp tục móc lên 4 mũi bính và 3 mũi kép 3 vào cùng mũi này. Móc 4 mũi bính và kết bằng 1 mũi trượt vào đây.
Như vậy là chúng ta đã xong phần nơ. Các bạn kết thúc về cắt sợi. Sau đó các bạn dùng hai cái sợi này để cuốn xung quanh và thắt lại. Chúng ta sẽ dùng keo dán hoặc là các bạn có thể may trực tiếp vào trong phần mũi dài như thế này. Chúc các bạn thành công!